đấy vừa chậm rồi. Nghe rồi đi thay mặt một lâu rồi. Thì rất lâu rồi. Chủ tịch có được cái thay quốc chưa? Chắc là. Tề năm. Ui chủ tịch cái nào? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hey. Được rồi, đi vô đó có đèo bàn được không? Đèo bàn cái đó. Không. Không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
quá thì không sao. Đặt câu hỏi thứ một. Nhẹ mà. Nhẹ nhé. Rồi. Được. Rồi. Hai cái.